Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Park, tuyển Việt Nam sẽ kiếm một điểm trước Australia. Tuyển Việt Nam sẽ hết cơ hội dự World Cup 2022 nếu không có điểm trước Australia trong trận đấu diễn ra chiều 27 tháng 1. Mở đầu buổi họp báo lúc 13 giờ giờ Hà Nội, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được câu hỏi của phóng viên Australia về việc tuyển Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào khi thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột. Tình hình là tuyển Việt Nam đã thua 6 trận và chưa có điểm nào. Australia đang đứng thứ 3 và họ rất muốn thắng trên sân nhà. Chúng tôi thi đấu trên sân khách. Thật ra, chúng tôi rất cần điểm và sẽ kiếm một điểm trước Australia, huấn luyện viên Park nói. Bây giờ đi tìm nhược điểm của đội hàng đầu châu Á như Australia thì không dễ. Họ có nhiều ưu hơn nhược điểm, nhưng đội nào cũng có nhược điểm. Chúng tôi không bằng thể hình với tuyển Australia và còn chơi trên sân khách. Chúng tôi sẽ nỗ lực, huấn luyện viên Park đánh giá về đội chủ nhà. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được chọn dự buổi họp báo cùng huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh nhận câu hỏi từ phóng viên Dinh và chia sẻ. Khi quay trở lại đội, tôi được hỗ trợ nhiều từ các đồng đội và ban huấn luyện. Tôi không mất nhiều thời gian để hòa nhập với đội tuyển. Chúng tôi hy vọng mình có thể chơi tốt trong trận đấu ngày mai. Tôi từng làm đội trưởng U23 nên rất tự tin sẽ làm tốt. Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ trong những ngày vừa qua và mong có kết quả tốt trước Australia, Hùng Dũng nói tiếp. Khi nói về lực lượng của tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park cho biết, loại một cầu thủ cũng không dễ dàng chút nào. Tối nay chúng tôi sẽ xem lại tình hình chấn thương của cầu thủ và thảo luận với ban huấn luyện để đưa ra lựa chọn. Việc thi đấu tập trung phòng ngự hay tấn công thì ngày mai các bạn sẽ biết. Còn từ Australia, họ muốn tấn công nhanh, kết thúc trận đấu sớm thì cứ để họ làm thử xem sao, huấn luyện viên chia sẻ. Khi được hỏi về việc thiếu vắng Tiến Linh và Văn Toàn trên hàng công, huấn luyện viên Park nói cả hai chưa ghi bàn nên không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn có lẽ quên Tiến Linh đã ghi 2 bàn ở vòng loại 3 World Cup 2022. Bàn đầu tiên là vào lưới tuyển Trung Quốc, sau đó là bàn thắng vào lưới Oman. Huấn luyện viên Park có vẻ gấp gáp khi liên tục xem giờ để ra sân tập. Hôm nay, tuyển Việt Nam có buổi làm quen sân thi đấu AAIM Park ở Melbourne. Tuyển Việt Nam có 6 ngày Australia để làm quen với điều kiện thời tiết thích nghi múi giờ của nước bạn. Huấn luyện viên Park đã hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng. Ông sẽ loại một cầu thủ trong 24 vận động viên trước khi bước vào trận đấu chiều 27 tháng 1. Trận đấu này đón chào sự trở lại của tiền vệ Hùng Dũng sau thời gian dài dính chấn thương. Trong buổi họp báo diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày, trợ lý Rhys Mullenstein khẳng định Australia sẽ chiếm lĩnh trận đấu, tỷ lệ kiểm soát bóng bằng lối chơi kiên nhẫn. Huấn luyện viên trưởng Graham Arnold không dự trận đấu vì dương tính với COVID-19. Cũng trong buổi sáng 26 tháng 1, toàn bộ thành viên tuyển Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. 24 cầu thủ sẵn sàng được huấn luyện viên Park điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu trên sân AAIM Park. Tin tiếp theo, huấn luyện viên tuyển Australia kiên nhẫn là chìa khóa đánh bại Việt Nam. Sáng 26 tháng 1, cựu trợ lý câu lạc bộ MU Rhys Mullenstein đại diện cho tuyển Australia dự họp báo trước trận gặp Việt Nam. Ông khen ngợi đối thủ nhưng bày tỏ quyết tâm chiến thắng cao độ. Chúng tôi có ít thời gian tập luyện cùng nhau nhưng thông điệp gửi đến cầu thủ rất rõ ràng và xúc tích. Đó là phải ngay lập tức thể hiện làm sao, thể hiện quyền kiểm soát trận đấu trên sân. Chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát bóng phần lớn thời gian bên phần sân của đối phương. Nếu làm tốt điều này, tôi có thể nghĩ đến những lựa chọn thay thế khi thế trận thay đổi. Các bạn cũng biết là đội hình xuất phát không phải lúc nào cũng chơi hết trận. Nó tùy cách bạn đọc trận đấu và tỷ số, ông Rhys nhấn mạnh. Australia đã thắng Việt Nam 1-0 ở lượt đi. Ông Rhys muốn tái lập thành tích đó để giành trọn 3 điểm, đồng thời nuôi hy vọng giành vé dự World Cup cho tuyển Australia. Cựu trợ lý MU giải thích, những cầu thủ có bóng của chúng tôi phải đảm bảo rằng các khoảng không và cự ly đội hình phải được duy trì một cách kiên nhẫn nhất có thể. Australia sẽ kéo giãn hàng thủ đối phương và tìm những khoảng trống để mở ra cơ hội. Kiên nhẫn là chìa khóa đánh bại Việt Nam, đó là điều cơ bản mà chúng tôi muốn các cầu thủ hiểu rõ. Chúng tôi không chơi chậm nhưng sẽ có những đường truyền quyết định từ những cầu thủ làm bóng để giải quyết trận đấu. Đồng nghiệp cũ của Sir Alex Ferguson nói. Nói về tuyển Việt Nam, ông Rhys cho rằng những gì chúng tôi có thể hiểu về họ là tuyển Việt Nam rất hoạt bát, giàu năng lượng và làm việc chăm chỉ. Tuyển Việt Nam có thể chơi 5-4-1 hay 5-3-2 và đều rất chặt chẽ. Ông Rhys chỉ ra rằng việc tiếp cận trận đấu một cách tích cực trước Việt Nam sẽ được duy trì. Đội hình Australia gắn bó với nhau hơn 3,5 năm. Các cầu thủ hiểu rõ tinh thần và thái độ thi đấu khi vào sân. Họ cần đáp lại niềm tin từ người hâm mộ bằng hình ảnh trên sân. Họ cũng phải cho thấy niềm tin với nhau, cho thấy năng lực với những nhân viên hậu cần khác trong đội, nhà cầm quân sinh năm 1964 nói. Người tham dự họp báo với ông Rhys là cầu thủ Gianluca Sainsbury.
Trung vệ sinh năm 1992 đang chơi cho câu lạc bộ KV Košice. Anh dành sự tôn trọng nhất định cho tuyển Việt Nam cũng như các đối thủ khác trong bảng B ở vòng loại 3 World Cup 2022. Anh chia sẻ, chúng tôi là tập thể tuyệt vời, bóng đá quốc tế là vậy, không có áp lực nào ở đây cả, không khí trong đội rất vui vẻ. Chúng tôi rất vui khi trở lại Australia thi đấu ngay trên sân nhà, toàn đội chấp nhận áp lực và sẽ vượt qua thử thách. Trận đấu giữa Việt Nam và chủ nhà Australia tại bảng B vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra lúc 16h10 phút ngày 27 tháng 1 trên sân Melbourne, Rectangular Melbourne. Tin tiếp theo, tuyển Việt Nam hoàn thiện miếng đánh cuối cùng trước ngày gặp Úc. Ngày 26 tháng 1, tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất làm quen sân chính Melbourne Olympic. Hôm qua, thầy Park chủ động giảm cường độ mặc dù vẫn cho học trò rèn chiến thuật. Yên tâm với thể lực của Hoàng Đức, tuyển Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện những mảng miếng cuối cùng cho trận gặp chủ nhà Úc như cách nói của huấn luyện viên Park Hang-seo với học trò. Tuy không còn cơ hội tại vòng loại 3 World Cup 2022, nhưng chúng ta không nên để khán giả quê nhà thất vọng, phải trình diễn thứ bóng đá tốt nhất có thể. Trong buổi đấu đối kháng nội bộ cách đây một ngày, ông Park đã chia thành hai đội hình lạ. Nói là lạ là bởi một đội hình chỉ gồm những cầu thủ phòng ngự, đội hình còn lại là những nhân tố ở hàng công và tiền vệ. Ông Park sử dụng hết nhân sự hiện có, yêu cầu hai đội hình thi đấu hết công suất để kiểm tra chất lượng từng vị trí. Trước thực sự hài lòng ở khâu phòng ngự, ông Park đề nghị các trung vệ và hậu vệ phải luôn tìm được sợi dây liên kết, tích cực hỗ trợ trong kèm người và bọc lót. Ở trận lượt đi, Việt Nam nếu phòng ngự tốt ở cánh trái thì để hở cánh phải và ngược lại. Vì thế ông Park yêu cầu học trò phải phân bổ lực lượng sao cho hợp lý, không bị hút vào một khu vực nhất định và phải nỗ lực lấp đầy khoảng trống ngay từ trung lộ, làm sao hạn chế được những đường truyền dài của đối phương. Cũng rút kinh nghiệm từ lượt đi, tuyển Việt Nam sẽ phải cố gắng bám sát những tiền vệ cánh của Úc bởi họ đặc biệt lợi hại trong những pha chồng cánh đánh biên. Còn đối với các vị trí ở hàng công, ông Park nói rõ quan điểm, hàng công không có nghĩa là chỉ lo tấn công mà phải cùng tham gia hỗ trợ phòng ngự từ xa. Các tiền vệ và tiền đạo nếu quán xuyến tốt vị trí của mình thì cũng có thể giúp Việt Nam có một thế trận an toàn. Nếu như ở trận đấu nội bộ tại Việt Nam trước khi sang Úc, một số tân binh không được sử dụng, thì ở trong cuộc sát hạch quan trọng nói trên, ông Park đã cho Nguyễn Hữu Tuấn đá chính khoảng 10 phút, mỗi hiệp chỉ thi đấu 20 phút. Tuấn nhanh, có tốc độ, tranh chấp 1-1 tốt nhưng cầm bóng triển khai chưa thực sự như mong muốn của ông Park. Tô Văn Vũ tự tin, tạo được kết nối với các vệ tinh xung quanh nhưng vẫn còn những đường truyền hỏng. Nhân tố khác được đặc biệt chờ đợi đó là Hùng Dũng và Hoàng Đức thi đấu ổn, đặc biệt là Đức lấy lại được sức khỏe tốt hơn hẳn so với buổi tập trước. Khóa chặt hai biên của đối thủ, huấn luyện viên Lưu Ngọc Hùng phân tích về những khó khăn của tuyển Việt Nam. Việc thiếu vắng Quế Ngọc Hải có thể ảnh hưởng tới sự máu lửa trong khâu phòng ngự, nhưng tôi tin thầy Park biết cách dung hòa, kết hợp những mảnh ghép hiện có. Chưa chắc Hữu Tuấn được đá chính, nhưng nếu ra sân từ ghế dự bị, Tuấn sẽ phải nỗ lực tột độ vì Úc là đối thủ hoàn toàn khác so với những đội bóng mà Tuấn từng va chạm ở sân chơi quốc nội. Đội Úc đá rất đơn giản với các pha tạt từ hai biên và chủ yếu là biên phải. Vì thế các cầu thủ đá cánh như Văn Thanh, Hồng Duy nên hạn chế lên cao, tập trung bắt chết các cầu thủ chạy cánh của Úc để giảm bớt áp lực cho khu vực 16m50. Bởi khi đối phương thực hiện được các quả dót từ hai biên, sức mạnh tấn công của họ thực sự khó lường. Ở trận lượt đi, chúng ta chơi trên sân nhà Mỹ Đình mà vẫn để thua một bàn. Còn ngày 27 tháng 1 tới đây, Việt Nam khó đá hơn nhiều bởi phải đấu trên sân khách. Các cầu thủ Việt Nam phải chơi thận trọng, tập trung phòng ngự số đông. Nếu các trung vệ bọc lót tốt, áp sát ngay không cho tuyển Úc tạt biên, chúng ta có thể được an toàn. Tuyển Việt Nam cần phân bổ tốt thể lực suốt 90 phút. Nếu dồn hết sức vào 75 phút đầu thì dễ bị xuống thể lực ở 15 phút cuối, thế trận bị vỡ vì đây là thời điểm nguy hiểm. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo chọn ai đá tiền vệ trung tâm cũng rất quan trọng. Nếu Hùng Dũng trở lại và đá với phong độ vốn có của anh, Việt Nam sẽ không quá lép vế. Đội Úc đặt mục tiêu phải chiến thắng để đua với hai đội đầu bảng là Ả Rập Xê Út và Nhật Bản, nên họ sẽ chơi quyết tâm để sớm có bàn thắng. Vì thế, tuyển Việt Nam phải tỉnh táo để không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Cũng theo huấn luyện viên Lưu Ngọc Hùng, không có huấn luyện viên Arnold trên băng ghế chỉ đạo vì ông đang bị Covid-19. Đội Úc còn bị sứt mẻ lực lượng khi vắng các ngôi sao như cặp tiền vệ Tom Rogic Celtic, Aaron Moy, cảng Thượng Hải, trung vệ Harry Sosta của câu lạc bộ Stoke City giải hạng hai Anh. Trong đó, Sosta với chiều cao 1m96 được xem là vũ khí lợi hại khi hậu vệ 23 tuổi đang đứng đầu danh sách ghi bàn của tuyển Úc tại vòng loại World Cup 2022 với 6 bàn thắng. Úc sẽ trông cậy vào các trụ cột như Riley McCree, Ajidin Hurstic, Trent Sainsbury, Matthew Grant, Bailey Grant. Từ Việt Nam cần đề phòng hậu vệ Ryan Grant Sydney FC, người ghi bàn trong trận thắng 1-0 ở trận lượt đi. Sức mạnh tinh thần của Úc càng tăng thêm bởi sau 2 năm, họ mới lại được đá trên sân nhà.
Một trận đấu không dễ dàng cho tuyển Việt Nam, nhưng với tôi, đội Úc cũng khó khăn không kém khi đối đầu với chúng ta. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng Đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!